Vâng, xin chào tất cả quý vị và chào tất cả các bạn Ngày hôm nay thì Giáp lại tiếp tục lên đường đi săn cho quý vị và các bạn một cái mảnh rẫy Mảnh rẫy này nằm ở xã IAO, huyện Chư Bờ Đông, tỉnh Gia Lai Mảnh rẫy này có một H4 và có 1.300 cây cà, trong đó có 15 cây sầu riêng Mảnh rẫy này thì đã có nhà rồi Và từ cái mảnh rẫy này mà đi ra đến đường uh, bê tông, đến đường uh, khu vực đường uh, bê tông đó Thì uh, tầm độ khoảng một cây số Nếu mà các bạn đi tắt cái đây ấy, mà đi sang đến ủy ban ấy, thì nó chỉ có mấy trăm mét thôi đó thì là cái giá mong muốn của chủ nhà là 870 triệu cho cái vườn cà này vườn cà tơ rất đẹp nhà cửa ở ớt giáp à, có hai giếng và một cái ao to điện đóm đầy đủ nhà cửa ở vô tư và cái chất đất thì là đất đỏ ba gian rất là đẹp và giáp cũng cảm ơn nhân tiện đây thì giáp cũng cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý giáp trong cái thời gian qua đã đăng ký và ủng hộ kênh cho giáp thì uh, ngày nào giáp cũng đi uh, quay đất và đi tìm đất hai vợ chồng Giáp sẽ đi săn rất nhiều các mảnh đất Thì các bạn mà đã xem kênh của Giáp rồi thì các bạn nhớ là bấm vào cái chữ đăng ký đỏ đỏ ở phía bên dưới Thì các bạn ủng hộ cho Giáp Có thể là miếng đất này không hợp với bạn Thì lại có những miếng đất khác Và ngày nào thì Giáp cũng đăng lên tất cả những miếng đất Giáp quay Và Giáp đăng lên kênh của Giáp là toàn bộ những cái miếng đất đó là từ người dân bán ra giá F0 Và nếu mà làm việc thì giữa người mua và người bán làm việc với nhau còn uh, giáp thì uh, làm cái bên uh, giới thiệu uh, quay youtube thế này thì giáp chỉ xin phần trăm của người bán thôi còn tất cả những người mua thì hai bên tự uh, gặp gỡ và làm việc với nhau đó là cái uh, lòng uh, chân thành của giáp gửi đến tất cả mọi người và một lần nữa giáp xin được gửi lời cảm ơn tất cả các bạn cảm ơn tất cả quý vị đã tin tưởng giáp và uh, cũng xem kênh của giáp và đăng ký ủng hộ cho giáp giáp cảm ơn mọi người rất nhiều uh, xin chúc tất cả các bạn tất cả các quý vị có được một cái mảnh rẫy và có được một cái mảnh vườn ưng ý để làm sản xuất ra được những cái sản phẩm dành tặng cho mọi người cống hiến cho mọi người và giáp làm được cái điều đấy thì vợ chồng giáp rất là vui các bạn ạ rất là vui mình làm cái gì thì cũng phải để đến đời sau cho mình cho con cái mình giáp nói như vậy thì mong mọi người cũng thông cảm cho giáp Ờ, giáp uh, đi quay phim và tất cả mọi thứ giáp đi săn lùng thì miếng đất có như thế nào thì giáp sẽ quay cho mọi người như thế. Ờ thôi không nói nhiều nữa. Xin cảm ơn mọi người. Và bây giờ giáp sẽ cụ thể cho mọi người xem cái miếng giấy này nhá Xin mời tất cả các bạn. À đây là cái con đường đi nhé các bạn. Đây là cái con đường đi. Thì uh, đây là chỉ có một mình cô ấy. cô ấy ở đây thôi. Thì cái con đường đi thì nó cũng uh, vừa vừa. Chứ nó cũng không được to Thì cái đường ngày xưa thì trên này chưa trồng cao su Thì cái con đường ô tô đi vẫn bình thường Thì bây giờ đường ô tô vẫn đi bình thường nhá các bạn Cũng không có vấn đề gì Nhưng mà cô hay đi tắt qua mé đây Còn cái đường đường đi ô tô thì nó nằm ở cái mé bên hông đây Đó Nằm ở cái mé bên hông này Thì lại có một cái con đường đi Thì... Uh, đường thì sau một cái thời gian mà không đi mấy đó các bạn thì nó cũng uh, bị vỡ nở ra thì cô hay đi tắt ở trên đây là đây là uh, chỉ từ đây đến kia tầm vào khoảng uh, 30 m, mét, 40 m thì các bạn uh, lấy đất ấy. các bạn đổ các bạn san xuống đây một cái là thành cái con đường. Con đường này là đường đường đi từ xưa đến giờ đi 20 năm nay rồi nhé các bạn. Và cái vườn cà của cô thì nằm ở đây. Đó thì bám theo cái đường trục này vòng qua bên kia vòng xuống dưới kia tổng là một h 4 nhé các bạn và cà phê thì cũng rất là đẹp ngay đầu dãy thì các bạn đã thấy cà phê và bây giờ thì uh, giáp sẽ đi xuống cái vườn cà này rất là đẹp và với cái giá mà hơn 800 này thì các bạn có thương lượng là một chút thôi à, hơn 800 này cho cái vườn cà một h tư gần một h rưỡi này và nhà cửa giếng nước mọi thứ thì ok như thế này thì giáp nghĩ là rất là hợp lý các bạn ạ không có một cái gì là 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 đắt nhớ các bạn à, ủy ban thì nằm ở phía bên kia đây thì à, giáp sẽ zoom lại cho mọi người cùng xem à, khu vực à, khu vực bên đây đó nếu mà để đi tắt á, thì có mấy trăm mét thôi và đây là cái chỗ cái trạm phát sóng của ủy ban này đó ngay bên đấy thôi là các bạn có thể đi tắt còn toàn bộ cái vườn cà ở đây là cà rất đẹp các bạn và nhà cửa thì ở đây giáp sẽ đi thẳng xuống bên dưới để cho các bạn xem được cái ao thì đây là cái hàng biên nhé các bạn chủ nhà cũng đã múc hàng biên rất là kỹ và đây như các bạn thấy là một cái căn nhà ngói đó, căn nhà ngói thì ở đây và toàn bộ khu vực này có nhà cửa mọi thứ là ok với cái giá này thì rất là ok rồi các bạn Đây là một căn nhà của cô Cô cũng đã làm ngói Thì mẻ này là một cái gian nai thì cô cũng xây Thì với cái giá này và với cái khu vực Để mà quý vị và các bạn ở đây Thì cũng rất là ok cho một người có cái khoản tiền Vừa với cái miếng này nhá Thì khu vực đây là giếng nước Rồi toàn bộ bồn nước Rồi cũng có đủ các thứ sinh hoạt Và ở cạnh đây đặc biệt là khu vực này Thì các bạn thấy có một cái cây Cây, cây, cây nhãn này cây nhãn rất là to nó rất là mát luôn có hai cây nó là khu vực uh, toàn bộ đây là cái sân thì giáp sẽ quay cho mọi người xem đi thẳng xuống dưới đây là xuống suối thì cô có một cái ao rất là to và ở đây thì có một cái cây, cây ổi đào rất là ngon luôn mình uh, quay cái gì rất là cụ thể nha các bạn cây nhãn này các bạn có thể làm một bộ bàn ghế các bạn uh, ngồi ở kia uống nước uống trà rất là ok luôn và bây giờ giáp sẽ quay cho mọi người xem sơ một căn nhà đây căn nhà ở đây thì ở thì vô tư rồi hai vợ chồng À, rồi ở thì rất là ok mà các bạn chở con đi học cũng dễ nữa từ đây ra đến ủy ban thì nó cũng, uh, tầm độ khoảng nếu mà đi đường vòng vòng thì tầm khoảng giáp uh, cái cho hẳn hai cây đi nhỏ một uh, tầm uh, độ khoảng 2 cây thì đó uh, và đây là toàn bộ là cà dưới này thì là cà rất là ok rồi đó ra sẽ quay tổng quan cho mọi người xem cà phê bây giờ thì uh, các bạn mua cái này là các bạn thu cà là cũng được hàng trăm triệu tiền cà nhé các bạn đó là một cái nguồn thu rất là tốt bây giờ thì uh, mình cũng không phải uh, Uh, chăm sóc gì nữa rồi, chỉ việc thu thôi. Và đây là cái đường ống. Thì dưới này là ao nhé các bạn. Và bây giờ giáp sẽ quay cho mọi người xem à. cụ uh, cụ thể ở đây như thế nào. Có mít, có sầu riêng. Nói chung sầu riêng thì cô cũng trồng năm thứ nhất, năm thứ hai thôi, năm thứ hai. Và toàn bộ cà phê đây, có một mình cô để cô cũng không làm được. Nên là cô mới uh, chuyển nhượng và chuyển nhượng cái giá rất rẻ các bạn ạ. Một cái đất hơi triển triển nhá, cũng không phải là dốc đâu các bạn. Hơi triển triển rất là ok luôn. Cà phê thì rất là sai quả. Và giáp sẽ quay mọi người cho mọi người cùng xem à, các bạn ạ tại vì uh, giáp thì cũng không dành được cái dãy này cũng như mọi người thôi mình cũng không có có, có đi thăm trước đâu là mình cứ đi gặp đâu quay đó xấu đẹp gì thì mình gặp đâu mình quay đó cà phê thì các bạn ạ quả cực kỳ sai luôn với cái giá mong muốn này thì uh, uh, quý vị và các bạn uh, uh, hãy thật uh, nhanh tay nếu mà các bạn mua được cái miếng này là rất ok với cái tầm giá này tầm giá này thì là rất ok cả rất là sai quả các bạn ạ đó cà phê rất là ok luôn rất là sai luôn mà đất thì đất đỏ ba gian rất là đẹp luôn dưới này còn có một cái ao thì giáp sẽ đi theo cái con đường này để xuống dưới ao để cho mọi người cùng xem được cái ao như thế nào điện đóm thì đầy đủ hết rồi các bạn nhá đó thì uh, bây giờ giáp sẽ đi xuống ao tổng là một uh, một hát tư mấy gần một hát rưỡi nhá các bạn một cái vườn cà rất là đẹp luôn trái rất là ok đó thì uh, giáp sẽ quay cho mọi người cùng xem rất là sai quả nhá các mọi người ạ cà rất là sai quả luôn đó có cái gì thì giáp sẽ quay cho mọi người cái đấy thì đất này hơi trần truyền với cái tầm giá này á thì rất là ok đây như quý vị và các bạn thấy là cái cây cà này nó lèo tèo như này mà quả nó ghê gớm không sai lắm các bạn ạ những cây cà nó khỏi chê luôn quả thì cũng khiếp đấy nói chung là được các bạn ạ một cái vườn thì cũng rất là được đặc biệt là có ao đường ống Đồ đây là cột điện này các bạn này riêng về điện đóm là các bạn không phải suy nghĩ rồi điện đóm là không phải suy nghĩ gì đường đi thì cái đường ô tô đi là cả hai mươi năm nay đó rồi đây, vườn cà đây. Thì các bạn có thể là mua xong các bạn uh, tôn tạo thêm các bạn làm thêm thì tùy ý các bạn. Thì với cái giá này thì các bạn uh, có thương lượng một chút tại vì uh, đây là đường ống này cô này. Đó, đường ống này các bạn. Và các bạn có thể uh, thương lượng với gia đình một chút để uh, làm giá tại vì cô là uh, chồng cô cũng mất rồi, nên là cô uh, không 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 một mình ấy, trông cháu nhưng độ là không có có làm được nữa, mới uh, có ý định uh, chuyển nhượng thì đây các bạn thấy là vườn cà theo cái triền này thì giáp cũng đang đang đi xuống đang đi xuống để uh, quay cho các bạn xem cái ao toàn bộ khu vực uh, phía bên kia là ông hàng xóm người ta trồng uh, sầu riêng đẹp lắm các bạn ơi cái vườn sầu riêng của nhà hàng xóm thì rất là đẹp đó thì uh, bây giờ giáp sẽ uh, quay cho mọi người cùng xem cái mảnh đất như thế này với cái uh, giá này và với cái như thế này thì uh, các bạn uh, có thể mua cái mảnh dãy này và uh, các bạn có thể mua thêm một cái nhà ở phía bên ngoài đằng kia giáp đang có một cái căn nhà nó hơn 300 triệu thôi là ngoài mặt đường chính ở gần khu ủy ban thì các bạn có thể là mua cái 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 ở ngoài đó thì bắt đầu là là mình làm dãy trong đây thì trong này cũng có nhà luôn mà ngoài kia cũng có nhà thì cái tầm giá tầm độ khoảng 1 tỷ đến 1 tỷ mốt là các bạn có nhà ở ngoài mặt đường và có cái dãy này luôn thì giáp thấy là rất là hợp lý à, đây là cái ao nhé các bạn thì hiện tại bây giờ thì giáp đang lên tìm cái đường đi ra để quay cho các bạn xem cái ao bởi vì là, 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 là cái ao nước là rất quan trọng cho cái khu vực đây các bạn ơi cái chỗ này thì hơi có cỏ nhiều nhá ui cái ao to quá các bạn ơi à. à ở đây là có suối chảy luôn có suối các bạn ạ à. giáp nghe bé bên kia thì có suối đây là một cái ao này các bạn có hơn 800 triệu mà có ao có hồ có nhà có cà à, mọi thứ ok như thế thì thì là quả thật là tuyệt vời các bạn ạ à. rất là ok đây là ao nước này các bạn đây là một cái ao ao này chắc nhiều cá đây ao này mà câu cá lóc thì chắc là ok đó, đây là một cái ao nước, ao rất là rộng. Thì uh, toàn bộ cái vườn của mình, giáp sẽ đứng ra đây để cho mọi người có thể hình dung toàn toàn bộ nhá. Phía bên ông hàng xóm này sầu riêng rất là đẹp đây các bạn. Cái vườn sầu riêng của hàng xóm đẹp quá các bạn ơi. Ui trời ơi. Đây các bạn uh, xem cái vườn sầu riêng của ông hàng xóm này, đất của họ cũng hơi dốc nhưng mà cái vườn này hơi bị khủ khủng khủng luôn, một cái vườn giáp đi nhiều nhưng mà cái vườn này đẹp lắm các bạn. Vườn sầu riêng khoai khoai chê Đó, thì còn đây là vườn nhà mình, vườn nhà mình thì chưa có sầu riêng mà chỉ có cà phê thôi đó thì vườn nhà mình chỉ có cà phê tổng uh, diện tích là như vậy đó ao nước ao hồ đây thì mọi thứ là ở phía trên đây uh, miếng đất này cũng khá là là được hình chữ nhật nhé các bạn hình chữ nhật khá là vuông vức và cái ao này uh, bám theo gần hết đất ui cá kìa các bạn rồi à. có cả cá rô cá cá gì nhiều loại cá lắm các bạn ở đây uh, nhiều cá luôn thì uh, ao hồ nhà cửa uh, rồi uh, uh, cà phê như vậy và các bạn có muốn trồng sầu riêng thì các bạn thiết kế trồng còn cái vườn nhà ông bên này thì quá ghê gớm luôn không biết là có quả nào còn quả nào không để vào để xem có dụng mình nhặt các bạn ạ. Một cái vườn sầu riêng ở ông hàng xóm mình đẹp lắm các bạn. Ạ. Dưới này thì có cái suối chảy lóc tóc lóc tóc này các bạn. Quay cho các bạn xem cái suối luôn. Đây các bạn ạ, đây cũng có cái suối nước chảy đây. Sầu riêng nhà hàng xóm này. Còn đất nhà mình thì có hơn 800 triệu để dành dành cho cái miếng đất này thì ta thấy là cũng ok các bạn ạ. Với cái ao nước trong xanh như này thì không bao giờ cạn được đâu. Cá thì chắc to đấy. Các bạn ạ. ở đây các bạn có thể là chăn nuôi, thả cá. Rồi à, à, đi học hành con cái đi ra đến Ủy ban thì cũng gần thôi. Đi đi trường học thì cũng gần thôi. Đây là xã IAO của huyện à, Chư Bờ Đông tỉnh Gia Lai. Từ đây mà, từ xã IAO mà các bạn đi ra đến trung tâm huyện thì à, chắc cũng vào độ khoảng à, hơn chục cây số. Tầm 11-12 cây thôi. Đó, thì cũng rất là gần là đã ra đến trung tâm huyện rồi. Cách trung tâm huyện độ khoảng thế thôi. Đây là cũng rất là thuận tiện. Đó. Thì cái khu vực đây ngay chỗ này thì cũng có tầm độ khoảng à, mấy miếng. Gần một sao đất đi. Thì là giáp ao thì cô cũng chưa trồng cái gì. Còn toàn bộ bên kia là cà phê là là đẹp lắm. Thu các bạn thu cái vườn cà 1.300 cây này. Có thể rẻ thì các bạn cũng phải được khoảng trăm hơn trăm. Mệt quá các bạn ạ. À. Đi xuống thì dễ. Mà đi lên thì lại à, mệt phò. Ngay chỗ này nó có di dốc một tí đấy các bạn ạ. À. Tại vì nó thật với các bạn là bây giờ là một giờ kém, giáp đi từ sáng đến giờ. Bây giờ là một giờ kém, giáp chưa ăn gì, nó vẫn đang đi quay. Đây các bạn ạ, cá như thế này. Thực ra thì giáp cũng thường xuyên là đi săn các cái mảnh đất như thế này để cho mọi người. Thì có ai có nhu cầu muốn chuyển nhượng á thì giáp lại đi quay mọi người ạ. Và ra làm YouTube ra đăng lên kênh của giáp để cho mọi người cùng uh, biết được cái miếng rẫy và mọi người người bán và người mua có thể là kết hợp với nhau để gặp nhau người muốn chuyển nhượng và người cần được nhượng cà phê cũng đẹp lắm các bạn ạ à. vườn ca cũng được về quá các bạn ơi xây sở mặt mày luôn đấy thôi giáp chào tất cả các bạn bây giờ tạm thời là giáp đi ăn cơm đã chiều giáp lại đi về mấy cái mảnh dẫy kia nữa thì cũng có mấy người gửi giáp nữa thì chiều giáp lại tiếp tục giáp đi giáp quay tiếp cho mọi người cùng coi Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Ở các cái video tiếp theo Xin chào quý vị Bây giờ Giáp phải đi lên Mệt quá các bạn Thở ra hơi Xin chào các bạn nhé